Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 trở lại với chương trình nghệ thuật hoành tráng, mở màn bằng cuộc tranh tài pháo hoa đỉnh cao giữa hai đội Việt Nam, Phần Lan cùng chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, hoành tráng. Đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIP 2023 sẽ là bản giao hưởng ánh sáng đỉnh cao, kích hoạt mùa du lịch hè sôi động tại thành phố Sông Hàn. Sau 3 năm chờ đợi, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIP 2023 sẽ chính thức trở lại. Đêm khai mạc DIP 2023 sẽ diễn ra tối mùng 2 tháng 6 với tên gọi Hòa bình cho nhân loại cùng phần thi đấu, mở màn giữa hai đội Việt Nam và Phần Lan. Ngay từ khi công bố lịch thi đấu, sức nóng của đêm khai mạc DIP đã được thổi bùng bởi sự xuất hiện của nhà đương kim vô địch 2019, đội pháo hoa Phần Lan Joho Pyro Professional Fireworks, tham gia lần đầu tiên vào 2019 và giành luôn ngôi vị quán quân. Đội Phần Lan đã chứng tỏ khả năng sáng tạo và gây bùng nổ đáng kinh ngạc. Với gu nhạc rock cực kỳ đặc trưng, mỗi lần Joho Pyro trình diễn đều khiến khán giả phải nín thở. Tại đêm khai màn với chủ đề khởi động trái tim, Joho Pyro tự tin đem đến những yếu tố bất ngờ và đáng để khán giả mong đợi. Đến với DIP 2023, chúng tôi muốn mang tới màn trình diễn đầy năng động và cảm xúc. Bắt đầu với chủ đề của mình là đánh thức trái tim với giai điệu bắt tai, tiếp sau đó là cảm xúc sâu lắng với bài hát Lắng nghe trái tim mình. Tiếp nối là những nhạc điệu vui tươi kêu gọi sự đoàn kết thông qua bài Circle of Life, nhạc phim Leon King. Và cuối cùng là kết thúc bằng việc kêu gọi sức mạnh đoàn kết và chúng ta cùng nhau thể hiện tình yêu tới thế giới. Ông Johan Hollander, đội trưởng đội pháo hoa Phần Lan Joho Pyro Professional Fireworks bật mí về màn trình diễn của đội đêm mùng 2 tháng 6 tới. Trong khi Phần Lan lựa chọn nói về những cảm xúc và tình yêu mãnh liệt trong cuộc sống bình thường mới, đội chủ nhà Việt Nam sẽ kể chuyện hòa bình và hữu nghị thông qua chủ đề Đà Nẵng, âm sắc hòa bình. Với thời lượng 20p-25s, màn trình diễn pháo hoa của đội Việt Nam được chia làm 3 phần. Phần đầu là sự kết hợp giữa âm nhạc và các sắc màu cũng như ánh sáng của pháo hoa một cách nhẹ nhàng để đánh thức cảm xúc của khán giả. Phần thứ hai sẽ sử dụng nhạc sôi động kết hợp hiệu ứng pháo hoa, diễn tả sự vươn lên của con người Đà Nẵng vượt qua những khó khăn sau đại dịch, cũng như hòa bình cùng với thế giới. Phần 3 âm sắc hòa bình, phần chính của chủ đề, sẽ kết hợp giữa âm nhạc hiện đại hoành tráng, bùng nổ. Qua đó, gửi thông điệp chính cho mùa lễ hội năm nay là mong muốn cho con người trên thế giới được hòa bình, ổn định, hạnh phúc. Ông Trần Văn Hùng, phụ trách nhóm kỹ thuật đội pháo hoa Việt Nam cho hay, đội sẽ sử dụng khoảng gần 4.500 pháo các loại, trên 128 hiệu ứng sắc màu khác nhau và không dùng cấu trúc đặc biệt, chỉ kết hợp giữa âm nhạc và hiệu ứng đẹp, đặc sắc để thể hiện màn trình diễn của mình. Màn trình diễn pháo hoa của Việt Nam kỳ vọng sẽ đưa khán giả qua 3 lớp lang nghệ thuật, lồng ghép những giai điệu âm nhạc lúc nhẹ nhàng, khi mạnh mẽ, lúc lại hoành tráng với hiệu ứng pháo hoa rực rỡ sắc màu. Từ điểm kết nối là Đà Nẵng, nơi đã đưa pháo hoa thăng hoa trong suốt hơn một thập kỷ qua. Những giá trị hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới sẽ được tôn vinh một cách sống động và giàu màu sắc nhất. Không chỉ được ngắm nhìn thành phố đêm lung linh bên dòng sông Hàn thơ mộng, chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Đà Nẵng, du khách và người dân xứ Quảng đã còn có cơ hội thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc DIP 2023. Đêm diễn có sự góp mặt của những nghệ sĩ tên tuổi như Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương cùng các ca sĩ trẻ đang được yêu mến như Lâm Bảo Ngọc, Anh Tú. Hứa hẹn sẽ là bữa tiệc âm nhạc, vũ điệu đa sắc màu trên sân khấu được dàn dựng độc đáo và ấn tượng. Nổi bật trong đó là màn trình diễn bản hit Vì Chính Là Em của Hồ Ngọc Hà. Sự kết hợp giữa Tùng Dương và ca sĩ trẻ Lâm Bảo Ngọc trong những liên khúc âm nhạc quốc tế và Việt Nam. Chương trình còn có các tiết mục đến từ nhà hát Trương Vương Đà Nẵng và các nghệ sĩ quốc tế từ 25 quốc gia thế giới thuộc đoàn nghệ sĩ của Sun Gurbana Hill. Hoành tráng và công phu, truyền thống và hiện đại. Đêm khai mạc hòa bình cho nhân loại hứa hẹn là màn chào sân ấn tượng cho chuỗi 5 đêm pháo hoa của DIP 2023. Kéo dài tới đầu tháng 7 năm 2023 với vô số điều bất ngờ và hấp dẫn. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam từ 20h10 tới mùng 2 tháng 6 năm 2023. DIP 2023 dự kiến diễn ra từ ngày mùng 2 tháng 6 đến mùng 8 tháng 7 năm 2023, có sự tham gia của 8 đội thi. Với lịch trình thi đấu như sau, đội Đà Nẵng, Việt Nam so tài đêm khai mạc với Phần Lan. Tiếp theo là Canada, Pháp, ngày 10 tháng 6, Italy, Australia, ngày 17 tháng 6, Ba Lan, Anh, ngày 24 tháng 6. Trận chung kết diễn ra tối mùng 8 tháng 7, mỗi đội có 20 phút trình diễn các màn pháo hoa theo chủ đề từng đêm do ban tổ chức thống nhất gồm Hòa bình cho nhân loại, tình yêu không biên giới, chinh phục những giấc mơ, vũ điệu của thiên nhiên và thế giới không khoảng cách.